âm thanh. Sắc màu cuộc sống. Có một người âm thanh là nhịp sống trọn vẹn thuần khiết. Thanh âm của Ngọc, một bản hòa ca tinh khôi. Vui tươi, rộn rã. Lãng mạn, phồn hoa. Tận hưởng từng giây. Chuẩn mực tận tâm. Giai điệu của tình yêu triệu nụ cười. Duyên dáng lộng lẫy. Hành âm của bốn mùa hạnh phúc. Bình yên an thái. Chúng tôi gọi đó là thanh âm của Ngọc. Olive, Mi Homes Capital Phú Quốc, một sản phẩm của Tân Á Đại Thành, thành phố tinh khiết lõi trung tâm đảo Ngọc.